Về cái độ, tức là độ sâu của cái độ sâu của mình cần khảo sát những cái kích thước vòng sò khác nhau, dĩ nhiên nó sẽ khác nhau. Cái người có vòng đầu lớn hoặc là trẻ em có vòng đầu nhỏ thì cái độ sâu nó sẽ khác nhau, sẽ khác nhiều. Cho nên trong cái phần bài hướng dẫn đó, thì cái, khi mà nếu ở đây cũng có hai cái kỹ thuật khác nhau, cái kỹ thuật siêu âm Doppler xuyên sò, tức là có chỉ siêu âm trước nè. Thì nếu cái kỹ thuật mình sử dụng dùng siêu âm Doppler xuyên sò thì mình không cần thiết về cái độ sâu, thì vì trên hình ảnh siêu âm mình đã xác định được cái vị trí mạch máu mình cần khảo sát, và từ đó mình xác định vị trí mạch máu rồi thì mình khảo sát cái Doppler màu và cái Doppler xung, mình bỏ cái cửa sổ Doppler xung vào cái vị trí mạch máu đó, mình không quan tâm đến cái chuyện độ sâu. Tuy nhiên đối với cái kỹ thuật mà Doppler xuyên sò, ở đây không có chỉ siêu âm phía trước, Doppler xuyên sò tức là người ta chỉ dùng cái đầu dò mà không có ghi hình ảnh được, tức là chỉ dùng cái đầu dò để ghi nhận cái tín hiệu Doppler thôi, thì lúc này người ta mới cần cái độ sâu của mạch máu mình cần khảo sát để mình thăm dò cái mạch máu ở đó. Thì trường hợp này thì huống như cái dĩ nhiên về cái vòng sò, cái vòng sò lớn, cái vòng sò nhỏ tùy theo người lớn hoặc là người bé hoặc là trẻ em, thì mình phải thay đổi theo cái độ sâu. Và trong cái bài giảng của tôi thì người ta, các cái tác giả họ đưa ra cái khoảng nhé, khoảng chứ không phải cố định một cái vị trí độ sâu nào cả, một cái khoảng từ ví dụ từ 50 đến 70 cm, ví dụ như thế, chứ không nhất thiết là những cái mạch máu đó nó cố định một cái vị trí. Và lại mình phải khảo sát trên toàn bộ cái chiều dài của cái mạch máu. Cho nên thì trong cái phần mà Doppler xuyên sò tôi có nói đến cái kỹ thuật là, tức là cái độ dò của mình phải hướng về cái hướng đi của cái mạch máu, và mình phải xác định cái từng cái vị trí độ sâu, tùy theo cái vị trí độ sâu đó mình có cái mạch máu tương ứng. Được chưa? Câu hỏi đó mọi người đã thấy được rõ ràng chưa? Dạ, xin cảm ơn câu trả lời của Phó Giáo sư Nguyễn Phúc Bảo Quân. Sau đây em xin đọc câu hỏi tiếp theo. Thưa thầy, cho em hỏi, chẩn đoán và theo dõi tăng áp lực nội sọ bằng siêu âm xuyên sọ như thế nào ạ? Với cái tăng áp lực nội sọ thì cái này, cái bài, cái phần này tôi chưa thông trình bày bên trong cái bài, không trình bày bên trong cái về các cái bệnh lý mà cần khảo sát, nhưng mà trong cái phần chết não á thì các cái diễn biến từ cái phổ của cái chết não á, đầu tiên là cái phổ đó là cái phổ mà cái trở kháng nó giảm đi, nó giảm dần rồi mất đi cái tâm trương, rồi xong đó đảo chiều cái sóng tâm trương, và nó mất hẳn cái sóng tâm trương và nó tách rời ra khoảng các cái phổ Doppler của các cái lần của cái bổ sung khác nhau. Như vậy thì cái giai đoạn của chết não đâu, giai đoạn đầu của chết não, của chuẩn bị của chết não thì bệnh nhân những cái bệnh lý của thần kinh, ví dụ như chấn thương và phù não chẳng hạn, trẻ em bệnh lý phù não chẳng hạn, thì nó thế nào, nó làm thay đổi cái trở kháng, sức cản, cái trở kháng tức là cái trở kháng của sức cản, nó dùng từ sức cản, vì nó phù lên toàn bộ cái não, nó phù lên, thì nó phù lên như vậy thì cái sức cản là cái gì đó mà ở cái vùng chi phối của cái mạch máu đó nó bị cản trở dòng chảy đi, mình gọi là sức cản. Và như vậy khi mà cái não bị phù lên thì sức cản đó bị sẽ sức cản sẽ gia tăng, và lúc này thì những cái thông số mình sẽ đánh giá là bằng chỉ số RI hoặc là chỉ số PI. Thông thường người ta đánh giá với RI, và chúng ta đã biết cái phạm vi của RI của động mạch nào bình thường, cả cái động mạch nào giữa, nào trước, nào sau bình thường là bao nhiêu rồi, thì mình căn cứ vào cái chỉ số RI đó để mình đánh giá, mình theo dõi cái này khả năng của cái tăng áp của sọ nào đây, do cái chỉ số RI nó tăng cao để một mức nào đó, khi cái RI cái phù não càng ngày càng tăng hơn nữa thì lúc này nó bị ảnh hưởng đến tốc độ dòng chảy, tức nó là làm giảm đi cái vận tốc dòng chảy. Nhưng mà thì trong trong không có một cái tiêu chí nó ra để mình vận tốc này giảm thì nói lên được cái phù não, người ta chỉ đánh giá hai cái chỉ số mà tính cách nào là bảng định lượng thôi, chứ không phải là định lượng, tức là chỉ số RI tăng và giai đoạn sau thì cả các cái chỉ số vận tốc nó giảm, tức là giá trị vận tốc tâm phù định và giá trị vận tốc cuối tâm trương hoặc là giá trị vận tốc trung bình là giảm đi so với mấy cái giá trị bình thường của mạch máu, thì lúc đó cho phép đánh giá một cái tình trạng phù não.
Xin thầy câu trả lời. Xin cảm ơn câu trả lời của Phó Giáo sư Nguyễn Phước Bảo Quân. Câu hỏi tiếp theo gửi tới thầy. Thưa thầy, thầy có thể so sánh độ nhạy và độ đặc hiệu trong chẩn đoán thuyên tắc mạch não của siêu âm xuyên sọ và CT scan được không ạ? Em cảm ơn thầy. Đây là cảm ơn câu hỏi rất là hay. Tức là không bằng được, thứ nhất là phát hiện ra là cái độ nhạy giá trị chẩn đoán của siêu âm trong chẩn đoán thuyên tắc mạch não bằng siêu âm xuyên sọ sẽ không hoàn toàn không bằng cái giá trị chẩn đoán của cắt lớp vi tính cấu tính, đó là cái quả việc ngay là nó sẽ không bằng được. Và chỉ siêu âm cấp tơ xuyên sọ chỉ phát hiện ra những cái tĩnh mạch lớn trong cái phần thì ta trong cái phần đập lớp xuyên sọ của động mạch thôi, chứ còn cái phần tĩnh mạch thì thiếu. Cái phần tĩnh mạch tôi sẽ cũng trình bày trong cái nội dung bài vừa rồi, vì nó cũng trình bày là cả chủ đề của nó là cả động mạch nội sọ, thế là sọ hèn. Mọi người có một cái buổi là trình bày các cái tĩnh mạch nội sọ nữa. Nhưng mà khi mà cái giá trị của cái khả năng phát hiện chẩn đoán của cái siêu âm Doppler xuyên sọ để chẩn đoán các cái bệnh lý tắc các tĩnh mạch não thì gần đây các cái tĩnh mạch phải lớn với cái tật lớn nằm ở cái vị trí giải phẫu thuận tiện, chẳng hạn như cái tĩnh mạch Galen tương đối lớn, hoặc là tĩnh mạch chậm, hoặc là hồi lưu tĩnh mạch chậm, đó là những cái tĩnh mạch khá lớn mình có thể thấy được, hoặc là tĩnh mạch não trong là những tĩnh mạch tương đối lớn thì trên siêu âm có thể thấy được. Còn đối với các lớp vi tính thì có khả năng chẩn đoán cả các tĩnh mạch lớn cũng như các tĩnh mạch nhỏ. Đây là lý do tại sao mà kỹ thuật độ nhạy độ đặc hiệu, tức là giá trị kỹ thuật đó, giá trị của kỹ thuật các lớp của siêu âm Doppler xuyên sọ trong chẩn đoán thuyên tuyệt hồi tĩnh mạch sẽ không bằng được cái giá trị chẩn đoán của các lớp vi tính có tiến thủ cả con. Câu hỏi đấy, trả lời câu hỏi xong. Dạ, xin cảm ơn câu trả lời của giáo sư Nguyễn Phước Bảo Quân. Câu hỏi tiếp theo gửi tới thầy. Thưa thầy, cho em hỏi, siêu âm Doppler xuyên sọ có giúp gì cho chẩn đoán viêm não, viêm màng não không ạ? Nếu có thì dựa vào các dấu hiệu gì? Em cảm ơn thầy. Doppler xuyên sọ thì không có ý nghĩa gì chẩn đoán của cái viêm não, viêm màng não. Cái này là vấn đề của chẩn đoán của lâm sàng và chẩn đoán các cái kỹ thuật mà cắt lớp, chẳng hạn cắt lớp vi tính hoặc là cộng tư, chẩn đoán rất là tốt. Đặc biệt là cái viêm màng não thì cái chẩn đoán cái giá trị chẩn đoán của nó ở cái gì dựa trên cái dấu hiệu xét nghiệm và dấu hiệu lâm sàng là chủ yếu. Tuy nhiên Doppler xuyên sọ, tức là siêu âm Doppler xuyên sọ nhé, thì có giá trị trong trường hợp biến chứng nè, biến chứng chẳng hạn như áp xe sau một cái viêm não hình thành áp xe chẳng hạn, thì có thể chẩn đoán cái giai đoạn biến chứng áp xe như thế. Còn chẩn đoán của cái bệnh lý viêm, giai đoạn viêm thì Doppler xuyên sọ không có giá trị. Câu trả lời hết. Xin cảm ơn câu trả lời của Phó Giáo sư Nguyễn Phước Bảo Quân. Câu hỏi tiếp theo gửi tới thầy. Thưa thầy, siêu âm Doppler xuyên sọ như thế nào để biết có lệch đường giữa hoặc có khối trắng chỗ nội sọ không ạ? Doppler xuyên sọ hay Doppler xuyên thọt? Dạ, Doppler xuyên sọ thầy. Doppler xuyên sọ. Tôi theo phần trình bày tôi gọi là hai cái kỹ thuật là Doppler xuyên sọ và siêu âm Doppler xuyên sọ. Thì muốn chứng minh được cái đường giữa, muốn thấy được đường giữa thì chỉ có siêu âm Doppler xuyên sọ, tức là mình kết hợp siêu âm mình thấy được cái hình 2D, trên hình 2D đó mình thấy được cái cấu trúc của đường giữa và não, và như thế thì mình sẽ chẩn đoán được cái độ lệch đường giữa. Còn cái kỹ thuật Doppler xuyên sọ thì cái khả năng chẩn đoán rất là thấp trong cái chẩn đoán lệch đường giữa, tại vì nó khả năng nó không nhìn thấy trên, không còn ghi hình được 2D, thế nên chẩn đoán cái đường giữa nó không khả thi. Vậy tóm lại câu trả lời này chỉ có kỹ thuật siêu âm Doppler xuyên sọ, tức là có cái phần siêu âm đầu á, cái phần 2D ghi hình 2D của siêu âm thì mới chẩn đoán kỹ lệch đường giữa. Câu trả lời hết. Xin cảm ơn câu trả lời của Phó Giáo sư Nguyễn Phước Bảo Quân. Em xin đọc câu hỏi tiếp theo. Thưa thầy, thầy có thể chia sẻ thêm về ứng dụng của siêu âm xuyên sọ
trong đánh giá bệnh nhân chết não tại các đơn vị ICU không ạ? Em cảm ơn thầy. Và kinh nghiệm thì thế này. Đầu tiên thì một bệnh nhân mà chẩn đoán chết não là chẩn đoán xác định đầu tiên là phải là giá trị của lâm sàng. Sau khi lâm sàng, bác sĩ lâm sàng, đặc biệt là bác sĩ về thần kinh, nội thần kinh, họ đánh giá những cái biểu hiện thần kinh mà nghi ngờ một cái thương tổn nặng, thương tổn của sọ não, tức là đánh giá rất nhiều cái bài test. Thì cái này tôi không có chuyên sâu lắm trong phần nội thần kinh đó. Nhà cái test lâm sàng thì người ta có thể nghi ngờ được cái thương tổn chết não. Trên lâm sàng thì những cái dấu chứng hội chứng như thế người ta cho phép họ nghi ngờ. Lúc đó họ mới yêu cầu xác minh lại bằng các cái kỹ thuật bổ sung. Và không những về mặt y khoa, về mặt cả khoa học mà nó mang ý nghĩa về mặt pháp lý nữa. Tức là ngoài cái chẩn đoán dựa trên lâm sàng, theo những cái test thần kinh, những cái dấu hiệu, dấu chứng của thần kinh, mình ở bộ phận nội thần kinh, bác sĩ nội thần kinh, thì sẽ bổ sung bằng cái test lâm sàng. Và theo cái khuyến cáo, những cái khuyến cáo của Bộ Y tế, thì lâm sàng, cần lâm sàng bổ sung, trong cần lâm sàng đó gồm có cái kết quả của siêu âm Doppler xuyên sọ về chẩn đoán chết não ở các động mạch nội sọ, kết hợp hoặc là kết hợp thêm các lỗ vi tính có tiến thủ cảm quan hoặc là chụp mạch máu có tiến thủ lật máu, tức phải có tiến thủ cảm quan rồi. Như vậy các cái giá trị của các phương tiện hình ảnh nó hỗ trợ bổ sung về mặt pháp lý cũng như về mặt khoa học để cái quyết định chẩn đoán của bác sĩ lâm sàng về chết não. Như vậy thì quay trở lại cái vấn đề ở đây thì kinh nghiệm công ty sau khi mà có một cái chỉ định về lâm sàng, họ nghi ngờ chết não trên đánh giá trên lâm sàng bằng mặt cả cái khám nghiệm của bác sĩ lâm sàng, thì họ yêu cầu một cái kỹ thuật siêu âm Doppler xuyên sọ. Tôi xin bổ sung thêm nữa là hồi nãy có thêm một cái điểm não đồ nữa, ngoài các cái kỹ thuật hình ảnh nó có thêm cái điểm não đồ nữa. Thì ở tại cơ sở của tôi tại bệnh viện Trung ương Huế, trước đây tôi làm việc thì họ kích hoạt một cái hệ thống chẩn đoán chết não ở cận lâm sàng gồm có siêu âm Doppler xuyên sọ, điện não đồ và đôi khi có thêm cắt lớp vi tính hoặc là chụp mạch máu não, và hai kỹ thuật thông thường nhất là Doppler xuyên sọ và điện não đồ thì hầu như là thường quy. Khi mà cái bác sĩ kết hợp với cái dấu kết quả của bác sĩ chẩn đoán siêu âm, siêu âm chẩn đoán cũng như là các cái dấu hiệu của điện não đồ kèm theo những cái biểu hiện của lâm sàng, thì lúc đó có một cái hội đồng mới thành lập, cái hội đồng vào cái hội đồng đó phán quyết cuối cùng bệnh nhân là chết não. Và trong trường hợp cái chết não lúc này thì mới cho phép bước thứ hai là nếu trường hợp bệnh nhân là cho tàn hiện tàn thì lúc đó ở cái khởi động quy trình lấy tạng. Thế vậy thì cái kinh nghiệm về cái phần mà sau khi có cái chỉ định của bác sĩ lâm sàng thì bác sĩ chẩn đoán là bác sĩ mình làm siêu âm chuyên về mạch nội sọ đó sẽ đưa máy tại giường và tại trường khám, tại vị trí giường khám đó thì chính là bác sĩ đã bác sĩ chuyên ngành và có kinh nghiệm trong cái chẩn đoán mạch nội sọ sẽ đánh giá tất cả các cái mạch não như cái phần mà tôi đã trình bày các cái kỹ thuật gồm có bốn cái cửa sổ mình thăm khám sau thì các cái dấu hiệu chuẩn và như hồi nãy tôi đã trình bày, tức là nó hiện đầu tiên giai đoạn đầu là một cái phụ nào làm tăng cái trở kháng của cái chủng chạy, như thế thì thể hiện qua cái phổ đất lớn là cái phổ sẽ trở kháng tăng là thể hiện là cái chỉ số ký vận tốc của giá trị tâm trương nó giảm so với người bình thường, và cái chỉ số RDI là giảm cũng như là PI là giảm. Và ở cơ sở tôi thì quy định là 6 tiếng kiểm tra lại, 6 tiếng kiểm tra lại. Thế mỗi 6 tiếng như vậy thì phải ghi biên bản, ghi kết quả, lưu hình ảnh. Và 6 tiếng sau khi diễn tiến, giống như là trong cái phần mà tôi đã trình bày. Đầu tiên là chỉ số RDI tăng, thể hiện bằng cái giá trị vận tốc tâm trương là giảm so với giá trị tâm thu. Sau đó là giảm luôn cả giá trị tâm thu và giá trị tâm trương, và sau đó là nó biến mất cái giá trị tâm trương,
sau đó nữa là nó đảo ngược cái giá trị trong trước, và sau đó nữa là biến mất cái phần bản vực đó luôn, mà chỉ còn một cái phổ sóng tâm trương và phổ trọng tâm thu, một cái gai tâm thu rất là nhỏ. Mà khả năng cái gai tâm thu này là do cái hiện tượng nó đập thành mạch hơn là cho cái dòng chảy. Lúc này chúng ta đã ngưng trì hoàn toàn rồi. Thì đó theo cái tuần tự mà 16 tiếng, và trong 24 tiếng đồng hồ theo dõi sát 16 tiếng như thế. Và khi quá trình theo dõi như vậy thì những cái phổ sóng đất lên nó phù hợp diễn biến như theo như tôi trình bày vừa rồi, thì cho phép quả vị nên trường hợp bề mặt hình ảnh học của siêu âm Doppler xuyên sọ là phù hợp với một cái chẩn đoán. Và khi có cái thông tin về chẩn đoán như thế thì cả cái hội đồng gồm có bác sĩ về lâm sàng, bác sĩ về ngoại thần kinh, nội thần kinh, cũng như là cả cái bác sĩ về chẩn đoán này và bác sĩ về động điện não đồ thành một cái hội đồng đánh giá trường hợp này là thực tế là chuyện nào và có thể cho phép lấy tạng. Mà xin trả lời hết. Cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Phúc Bảo Quân. Xin gửi đến thầy câu hỏi tiếp theo. Dạ thưa thầy, em hay bị bối rối trong việc định hướng đầu dò khi siêu âm qua thóp trước. Thầy có thể hướng dẫn lại giúp em không ạ? Em cảm ơn thầy. Cái này thì trên cái đầu dò thì mình xem ví dụ như là mình làm bụng đi, mình sẽ làm bụng đi bên phải của bệnh nhân là bên phải của hình ảnh màn hình, tức là cái hình ghi lại trên hình ảnh đó là bên phải của bệnh nhân. Thì mình đầu tiên là mình giống như là mình cho bệnh nhân thay vì khám thóp mà còn khám cái thóp khắp bụng, thì mình khám cái thóp thì mình cũng đặt đầu dò theo mặt cắt, giống như mặt cắt ngang đi. Đầu tiên là mặt cắt corono, mà cắt vành nhé, mà cắt thường khó thọp thì mình đang dùng mà cắt vành là mà chuột đầu tiên. Và cái vị trí bên phải, bản thân nào bên phải thì cũng nằm bên phải của cái màn hình của mình, đó là mặt cắt corona để mà xác định. Sau đó thì mình xoay cái đầu dò theo hướng kim đồng hồ, thì lúc này mình sẽ đầu dò mình sẽ là cắt dọc sarito, cắt dọc giữa. Thì cắt dọc giữa thì cũng tương tự như thế. Cái phần của mân phải của màn hình là cái phần phía trên, phần phía trên tức là cái phần sáu trọng, còn cái phần phía trước là cái phần các cái bản con trạng phi trạng là cái phần phía bên trái của màn hình, gọi là cái chuột để mình nhận định là cái mốc giải phẫu của hai bên. Để mình sau đó kiểm chứng thì xin chứng thì mình dịch chuyển đầu dò, thấy khi mình quẹt cắt ngang cắt mặt cắt vành của cái qua cái hình ảnh thóp thì mình hướng đầu dò qua phía chích mặt cắt mình theo phía bên phải của bệnh nhân, về phải của về phía bên phải bản cầu não, và tức là hướng ra phía thái dương của bệnh nhân của em bé, tại vì thọt thì phải em bé, thì qua bên phải của em bé thì là tương ứng với hình ảnh mình nhận được là cái phía bên phải nó cũng đi theo trên cái màn hình phía bên phải, tức là mặt cắt của mình sẽ hướng về phía bên phải thì mình đúng như thế. Còn trường hợp mình nghiêng về bên đầu dò phía bên trái nhưng mà trên cái màn hình lại sẽ màn hình sẽ bên phải, đi chuyển tỏ là đầu dò mình đặt sát. Còn ngược lại trên mặt cắt dọc thì mình lưu ý luôn mặt cắt ngang thì mình xoáy 90 độ theo chiều kim đồng hồ thì mình sẽ cắt dọc. Mình cắt dọc như vậy là trên trường hợp cắt dọc như thế thì đúng mốc giải phẫu, đúng chuẩn giải phẫu quy định là phía trên tương ứng ở bên phải của đầu dò, phía dưới tương ứng ở phía bên trái, xin lỗi, phía trên tương ứng phía bên phải của màn hình và phía dưới tương ứng phía bên trái của màn hình. Trả lời xong. Xin cảm ơn câu trả lời của Phó Giáo sư Nguyễn Phước Bảo Quân. Câu hỏi tiếp theo gửi tới thầy. Thưa thầy, cho em hỏi, khi siêu âm Doppler xuyên sọ, khi đo phổ Doppler, mình có cần để ý đến góc alpha không ạ? Em cảm ơn thầy. Trong trường hợp mà nếu mà chúng ta sử dụng siêu âm Doppler xuyên sọ, mà người nhớ nhé, dùng được siêu âm Doppler xuyên sọ thì mình sẽ hiệu chỉnh góc, trong hiệu chỉnh góc đó để mình xác định cái giá trị cái góc chuẩn. Cho nên trong cái kết quả Doppler xuyên sọ, siêu âm Doppler xuyên sọ thì cái ghi vận tốc trung bình, vận tốc bình thường á, giá trị bình thường của các cái mạch máu trong não thường thường là cao hơn so với cái bảng kết quả bình thường của cái kết quả Doppler xuyên sọ
là vì sao trong đắp lớp xuyên sọ người thì mặc định theo hướng cáo của các cái hiệp hội thì họ khuyến cáo để anh pha bằng không, không điều chỉnh góc bằng không, cho nên khi mà giá trị thu nhận được cái vận tốc là thấp hơn so với cái giá trị thu nhận được bằng kỹ thuật siêu âm đắp lớp xuyên sọ. Chính vì vậy trong cái tờ biên bản tương trình kết quả thì có cái phần là chúng ta thực hiện bằng kỹ thuật gì và trên thiết bị gì, thì hàng này bằng kỹ thuật là siêu âm đắp lớp xuyên sọ có hiệu chỉnh góc thì giá trị tương thường chúng ta theo cái bảng chuẩn vận tốc giá trị vận tốc là cao hơn, có cái bảng chuẩn giá trị vận tốc của siêu âm đắp lớp xuyên sọ. Và trong trường hợp chúng ta sử dụng kỹ thuật Doppler xuyên sọ tức là không có siêu âm thì cái mặc định góc alpha bằng không. Riêng trong trường hợp siêu âm Doppler xuyên sọ thì cái phần mà tính cái chỉ số Landergaard trong cái chỉ để chẩn đoán cái có thấp mạch não thì khuyến cáo của các cái hiệp hội thì lúc này mặc dù là sử dụng siêu âm Doppler xuyên sọ nhưng vẫn là mặc định cái giá trị alpha bằng không ở cái động mạch cảnh, có nghĩa là động mạch não giữa. Động mạch não giữa thì bằng không thì dễ thôi, tại vì cái hướng cắt đó luôn luôn là bằng không, nhưng mà đối với động mạch cảnh ở cái vị trí góc cái cửa sổ xuyên âm là góc dưới góc xương dưới của góc hàm thì lúc này cái góc đó mặc dù nó phải bằng không nhưng mà theo tính toán của cái nguyên bản của tác giả Landergaard thì cấp độ bằng không, mặc định là bằng không, cho nên chúng ta cũng phải để cấp độ bằng không để cái chỉ số này nó phù hợp với cái tiêu chí của tác giả đưa ra. Câu trả lời sao? Vâng, xin cảm ơn phần trả lời vừa rồi của bác sĩ Phước Bảo Quân.